Chào các bác đã quay trở lại với điện máy Ecomat. Các bác đang có nhu cầu tìm một cái sản phẩm cây nước nóng lạnh dòng hút bình của thương hiệu Toshiba có tính năng đặc biệt một chút, thì ngày hôm nay trong cái video này Ecomat sẽ giới thiệu tới cho các bác mẫu cây nước nóng lạnh dòng Toshiba hút bình mà có thêm một cái tính năng nữa, đó là tính năng UV. Đây là mẫu máy lọc cây nước mà bên em đang bán giá rất là tốt, kèm theo đó là bên em có rất là nhiều ưu đãi khuyến mại. Với model sản phẩm sẽ là VK1830UVBV. Với dòng này thì nhìn qua về mặt thiết kế các bác thấy là nó cũng giống như các cây nước khác, đúng không ạ? Nhưng với cái dòng này nó sẽ có cái màu cho các bác, đó là cái màu hơi xám xám, màu xám xám, nhìn rất là đẹp. Và cái dòng này sẽ là công nghệ hoàn toàn, sẽ là công nghệ của Nhật Bản. Những cái sản phẩm mà đã đi qua công nghệ của Nhật Bản thì các bác sẽ hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Với cái dòng này thì các bác có thể nhìn thấy là về mặt thiết kế của sản phẩm đây, màu xám này. Trên máy thì sẽ trang bị cho các bác màn hình hiển thị. Với màn hình hiển thị này thì sẽ trang bị cho các bác là có cảm biến ánh sáng này, có cho các bác tăng giảm nhiệt độ này, các nút này, cho có cho các bác là chế độ nước thường. Đây, Eco này sẽ là chế độ nước thường này, sẽ có cho các bác là khóa bàn phím này, có cho các bác là lấy nước nóng này, lấy nước lạnh này và lấy nước thường cho các bác này. Và đằng sau thân máy thì nó sẽ là công tắc cần gạt. Còn với cái dòng máy cây nước nóng lạnh này, nó sẽ có kích thước cho các bác là cao là khoảng 1m4, rộng là khoảng 31 và sâu khoảng 37. Thì trang bị cho các bác sẽ là vòi lấy nước ở dưới này này. Bên này thì sẽ là khoang để nước, và khi các bác mở cái này ra thì bên trong này sẽ là chứa bình nước. Thì với cái mẫu máy lọc nước này hiện nay của dòng Toshiba thì nó sẽ cung cấp cho các bác số lít nước nóng là 4 lít trên 1 giờ, số lít nước lạnh là 2,5 lít trên 1 giờ, giúp các bác có thể pha trà, pha cà phê mà không cần phải đun sôi, rất là thuận tiện, đặc biệt là các bác sử dụng gia đình hoặc là sử dụng văn phòng. Bên cạnh đó thì với cái hệ thống làm lạnh cho các bác bằng máy nén với cái độ làm lạnh sâu rất là cao, giúp nước lạnh hiệu quả và đáp ứng cái nhu cầu của người dùng. Bảng điều khiển thì hoàn toàn sẽ là trợ liệu cảm ứng hiện đại nhạy bén rồi, cho nên là các bác dùng khá là ok nhé. Quan trọng nhất một điều là gì? Đó là với cái dòng này các bác có thể nhìn thấy nước nóng thì sẽ có chế độ bảo vệ nhiệt kép, từ đó sẽ tăng cái tuổi thọ cho cây nước và an toàn cho người sử dụng. Khay chứa nước thừa của sản phẩm các bác có thể tháo rời rất là dễ dàng vệ sinh. Thì đây là một cái dòng cây nước mà em đánh giá là nó sở hữu đầy đủ các công năng tiên tiến, và đây là dòng bờ lốc làm lạnh bằng lốc, cho nên là cái nước nó làm lạnh nó cũng sẽ làm lạnh sâu hơn so với các dòng làm lạnh khác. Và hiện nay cái mẫu này bên em đang bán cho các bác với giá là 5.870.000, bảo hành cho các bác lên tới là 12 tháng. Đấy là cái mẫu cây nước nóng lạnh em thấy là hiện nay đang được bán rất là tốt tại Ecomat. Bên cạnh đó thì có thêm một cái mẫu cây nước nữa, đó là dòng cây nước VK18BVK. Mẫu này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn, mẫu này thì rơi vào khoảng 4.8 triệu thôi. Nhưng cái mẫu nước này nó sẽ không có cái UV diệt khuẩn cho các bác như cái dòng 1830UV kia, cho nên cái giá thành nó nhỉnh hơn một chút. Đó, thì tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bác mà các bác có thể lựa chọn cái cây nước làm sao cho phù hợp nhất. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về sản phẩm, các bác có thể để lại bình luận cho bên em để bên em hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.